Khi bạn không có thời gian để làm một việc gì đó, thì hãy sử dụng mẫu câu I don't have time to. Ở đây mình sẽ gì? Mình do something. Mình cộng cái hành động gì đó vào. Này mình không có thời gian nha. Ok, các bạn lần lượt đọc thuộc cho mình cái cụm I don't have time to. 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 Thuộc. Và sau đó mình chèn gì? Cái hành động mình muốn nói đến vào là tự nhiên mình có được mẫu câu mình giao tiếp hàng ngày. Ok, number one, I don't have time to explain. Tôi không có thời gian giải thích nữa. I don't have time to eat. Tôi không có thời gian để ăn. I don't have time to talk. Tôi không có thời gian để nói chuyện đâu. I don't have time to exercise. Tôi không có thời gian để tập thể dục luôn. I don't have time to watch my favorite TV show. Tôi không có thời gian để xem cái chương trình truyền hình mà tôi thích nữa. I don't have time to learn English. Tôi không có thời gian để học tiếng Anh. Này mình phải dành ra thời gian thì mình mới học giỏi được tiếng Anh. Cái gì cũng vậy hết. Ok.